một đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet thông qua các giải bóng đá lớn như Cúp C1, Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, đặc biệt là SEA Games 32 đang diễn ra tại Campuchia với quy mô trên 120 tỷ đồng, vừa bị Công an tỉnh Hà Giang triệt phá, tạm giữ hình sự 5 đối tượng.